kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng hành cùng người dân do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính sau đây. Hơn 13.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn chính sách. Huyện Đại Lộc huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Thưa quý vị, thông tin của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, trong quý 1 năm 2024, dư nợ tăng trưởng 2,4%. Như vậy, đơn vị đã hoàn thành 52,3% kế hoạch tăng trưởng dư nợ nguồn vốn trung ương và địa phương. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả. Trong quý có 13.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 3.722 lao động, có 61 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó có 20 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, giúp 936 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng cải tạo 5.783 công trình nước sạch vệ sinh và 17 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn. Ban đại diện Hội đồng Quản trị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa có buổi kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Năm 2024, tổng nguồn vốn 18 chương trình cho vay trên địa bàn huyện Hiệp Đức hơn 379 tỷ đồng. Quý 1, tổng doanh số cho vay gần 31 tỷ đồng với 601 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng tổng dư nợ 18 chương trình cho vay lên gần 376 tỷ đồng với 5.645 lượt hộ vay. Chất lượng tín dụng toàn huyện xếp loại tốt với tổng dư nợ ủy thác qua kênh 4 hội đoàn thể gần 375 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2024, doanh số thu nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hội An đạt gần 21,9 tỷ đồng, tăng hơn 17,5%. Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hội An, có tổng dư nợ hơn 275,2 tỷ đồng, tăng hơn 13,2 tỷ đồng, đạt gần 98% kế hoạch. Cho vay xây dựng 128 công trình nước sạch và vệ sinh, 26 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, trang trải chi phí học tập, 482 lao động vay vốn giải quyết việc làm, trong đó 5 dự án sản xuất sản phẩm ô cốp. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hội An đạt 281,5 tỷ đồng với gần 5.200 khách hàng vay vốn chính sách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức phát động tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo là hoạt động nhân văn góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Đại Lộc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo và các đối tượng chính sách bằng hình thức gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách Xã hội. Địa điểm gửi tiết kiệm là Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đại Lộc, số 112 Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa vào các ngày làm việc trong tuần và các địa điểm giao dịch đặt tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn vào ngày giao dịch cố định hàng tháng. Tôi cũng vận động 10 hộ, những người nhà họ cũng khóa giỏ hàng xí, họ cũng vì người nghèo là họ gửi. Còn riêng có nhân tôi là gửi tiết kiệm cũng thường xuyên vì tích lũy tiền của mình là quê hồng của mình đó, mình tích lũy là cô cũng đóng góp là tranh, cô gửi tiết kiệm là tranh 300 triệu. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội cùng tầng lớp nhân dân huyện Đại Lộc đăng ký tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 1,75 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Lộc nỗ lực huy động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo ít nhất 10 tỷ đồng. Số tiền gửi tiết kiệm sẽ bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đại Lộc. Đối với Ngân hàng Chính sách huyện thì cũng đã triển khai rất nhiều chương trình cho vay
đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thì tổng nguồn vốn và dư nợ đến ngày này thì 455 tỷ. Phòng giao dịch là đã triển khai cho vay tất cả các chương trình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua nguồn vốn thì cũng có các đối tượng tạo điều kiện cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn, giải quyết được việc làm. Hiện tổng dư nợ ủy thác qua các hội đoàn thể gồm hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên hơn 450 tỷ 600 triệu đồng, chiếm 99% tổng dư nợ với 10.870 hộ vay vốn. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Lộc tiếp tục bám sát mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Đại Lộc để tiếp vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển kinh tế, tiếp tục tập trung nguồn vốn cho vay theo các chương trình ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, cùng với địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng hành cùng người dân do chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.